sau đây xin được giới thiệu siêu mẫu chân ngắn Bảo Ngọc. Vâng. Và siêu mẫu chân dài Phan Ngọc Lương. Quá tuyệt vời. Hai bộ trang phục rất đẹp. Cho chú xem lại gần đây coi. Cái này là từ những cái vỏ đệm nè. Mà con có biết cái này là người ta làm từ cái cỏ gì không Ngọc? Dạ con biết nơi sản xuất ở đâu nhưng mà con biết cỏ gì luôn. Vậy hả? Nơi sản xuất ở đâu? Dạ từ hạt lúa. Đơ luôn. Cảm ơn con nha. Dạ. Câu trả lời thiệt là ngắn gọn. Bó tay chứ ngắn gọn gì chị. Hỏi chú Lương. Chú Lương, những cái bộ trang phục này làm từ cái gì? Dạ, làm từ cỏ năng. Một cái vỏ làm xài được một năm. Và sau khi xài xong nó sẽ tự phân hủy rất là nhanh. Do đó là em có một cái thông điệp là khuyên mọi người hãy xài lại những cái vỏ này, đừng có xài bao ni lông nữa. Bởi vì bao ni lông sẽ không có phân hủy. Đúng rồi. Cái này nghĩa phân hủy lại vậy chứ. Phân hủy đó hả con, tức là nó rã ra đó. Rã ra đó con. Nó tan biến nó thành đất cát luôn. Nó làm cho phân bón cho cây đó anh. Đúng. Nếu như con sử dụng bao ni lông á ha, con dục xuống dưới đất nha. Đất lấp lên cái bao ni lông đó 1000 năm sau con đào lên cái bao ni lông đó còn nguyên, nó không phân hủy. Nó hại tới môi trường lắm, con biết không? Dạ. Giỏi bạn Ngọc. Giỏi. Hôm nay Bảo Ngọc với Phan Ngọc Lương rất là đẹp luôn đó. Hai chú cháu tuần này sẽ hóa thân thành nhân vật gì dạ? Dạ siêu black. Siêu black trời ơi. Chắc chắn. Chú không thể nào tưởng tượng được. Bảo Ngọc ốm yếu như thế này, mỏng dánh như thế này, có được có thân hình tròn trịa giống như cô siêu black đây. Dạ bây giờ ở nhà con sẽ ăn mỗi ngày 5 tô. Trời ơi, một chút xíu lên sân khấu hát rồi kìa chị. Thời gian đâu nữa mà ăn cho kịp. Ngoài cái ngoại hình ra, mình có thể mình hóa trang được. Thì cái giọng hát thì làm sao đây? Cô siêu black có cái giọng như thế nào? Dạ hơi già. Đúng rồi. Nếu mà hết hát hết hơi chú Luân nhảy vô chứ Luân hát tiếp con. Nói hơi vô đó anh, nói vô vậy đó. Nói hơi vô ha. Chà, đây sẽ là một cái tiết mục rất là hấp dẫn. Bởi vì nhìn bé Bảo Ngọc thì không thể nào mình hình dung ra khi bé hóa thân thành ca sĩ siêu black sẽ như thế nào. Mời quý vị khán giả vào phòng tập nha. Alo. Chim anh, quả mi núi rừng đúng luôn anh. Anh đang vào rất máu lửa, sao nghe này mất lửa luôn. Anh Thảo ơi, cứu em anh Thảo ơi. Sao lần nào tập con cũng làm khổ chú An hết cho vậy. Bây giờ con tập trung nè, nha. Tập trung kìa. Bắt đầu, 2, 3. Em đã thích lấy cô ơi. Trời ơi, làm quá bưng ra, bưng ra, bưng ra, bưng ra, bưng ra, bưng ra, bưng ra. Cô sư bước ra, rút dài làm sao? Cái dài nó đâu, đâu. Lộn rồi, lộn tuồn rồi. Dài làm sao? Rút lên, rút dài lên, rút dài làm thục lại liền. Quý vị hãy cho xin lách một chàng pháo tay. Thôi, cô siêu mới nói giọng vậy. Cô siêu mới nói giọng sao? Giọng cô siêu làm sao? Rồi, đúng rồi. Bây giờ con phải tập trung. Lúc nào cũng phải nhớ đến cô siêu black với bài hát Đôi Mắt Pleiku. Pleiku là vậy vô? Đó là tên một cái địa danh. Con nha, chúng ta cùng xem lại ca sĩ siêu black với bài hát này. Tinh 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 tinh. Em đã thích Pleiku ơi. Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt đây. Đôi mắt Pleiku biển hồ đây. Có hàng thông xanh trong đôi mắt em. Có dòng xe sang trong đôi mắt em. Có hương rượu cần say men say men. Có ngọn lửa nào đáng nhớ. Rồi, bây giờ thì chuẩn bị lên sân khấu làm cô siêu black nha. Chú nhìn con giống ai chú? Nhìn con giống mấy cái cô bé người rơm để ngoài đồng á. Mấy em buồn nhìn á. Chú, sao chú lần anh nói con á giống Na Tra dữ vậy chú? Thầy có hai cái chùm tóc vậy nè. Thôi bây giờ con quên hết tất cả những nhân vật khác đi. Nhớ một mình cô siêu black thôi nha. Mời hai chú cháu lên đường. Chú ơi, hồi chú á, chú nhớ là trồng lại lúa cho con nghe chú. Dạ con giờ chú đây nghĩa. Na Tra. Siêu black chứ không phải Na Tra. Dạ Na Tra. Siêu black. Thưa quý vị khán giả, chúng ta cùng đến với phần dự thi của bé Bảo Ngọc và Phan Ngọc Luân khi hóa thân thành Na Tra. Ôi lộn, hóa thân thành nữ ca sĩ siêu black. Quý vị cho xem lấy một tràng vỗ tay nào lớn được không ạ?
trái tim tôi muốn vỡ tan rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt lấy khu biển hồ đầy. Có hoàn tâm say trong đôi mắt anh, có dòng xe gian trong đôi mắt anh, có huy diệu cần say mê say mê, có ngọn lửa nào đan nhẹ say mê. Em đẹp thế Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đầy khu biển hồ diễn bùng nổ thưa quý vị. Bảo Ngọc, Phan Ngọc Luân với Sia Play. Tôi thích em. Dạ em thích chị. Tôi thích bạn. Trời ơi, bây giờ thì đến viên đại nghĩa không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Bởi vì cái đôi mắt này rực lửa. Trời ơi hay quá. Ủa sao bây giờ mà cứ đứng ửng 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 ra vậy? Dạ tại vì con mắt trước của Sim Black. Con Sim Black đứng cái đầu á, cứ ngửa ra cái dây cái chồng như sao. Nhưng mà nãy hồi lúc con hát á thì chú thấy con cứ vậy nè, cứ vậy nè, cứ vậy nè, đó, vậy nè, đó. Dạ tại vì cái phong cách của cô Sim Black. Ủa sao chị cũng nói cũng được hết trơn vậy? Ngửa cũng chị nói, giờ sắp cũng chị nói. Rồi, vậy thì con có biết cô Sim Black có cái điểm đặc biệt gì nữa không? Cái gì giống giống đặc trưng của cô Sim Black được không? Dạ thưa chú là đứng... Dạ đứng một chân trước rồi một chân sau rồi khom người xuống rồi cái đầu đẩy ra trước, hai cái dây đẩy ra sau. Cái câu nói gì quen thuộc của cô Siêu? Dạ tôi thích bạn. Đúng rồi, tôi thích bạn. Không biết các vị giám khảo có thích con trong cái tiết mục này hay không đây. Mời cô Mỹ Linh trước nha. Tôi thích các bạn. Cảm ơn cô. Trời ơi 7 tuổi mà giỏi thế. Con xem bao nhiêu lần cái đĩa cô Siêu Black hát? Dạ mỗi ngày con xem 5 lần. Mỗi ngày xem 5 lần? Một dạ. Tuần 7 ngày, vị chi là 35 lần đó. Cái đĩa đó bây giờ là bẻ luôn được rồi đó. Chú gì nữa? Mỗi ngày chỉ có 5 lần thôi chú. Là coi bằng máy chứ không phải bằng đĩa chú. Chưa. Dạ em xin lỗi chị Siêu. Em du quan cho chị. Tôi lại đang bớt thích bạn rồi. Đúng không? Chị vẫn thích em. Thôi thì em cũng lại chị. Chị mất điện rồi.
Em phải bảo là em mất điện vì chị quên rồi. Em mất điện vì chị rồi, em sập nguồn rồi. Cô Linh là cúp cầu giao với con rồi, bây giờ tới phiên chú Linh thì sao ạ? Với bé Ngọc thì con nghiên cứu khá kỹ về cô Siêu. Rõ ràng là khi mà bé Ngọc hóa thân vào bất kỳ một cái nhân vật nào, con cũng có cái sự nghiên cứu. Còn đối với Phan Ngọc Luân thì cái chất giọng của em nó đã hay. Cảm ơn Phan Ngọc Luân đã đồng hành cùng với bé Ngọc. Cảm ơn em. Cảm ơn. Okay. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Dạ con cảm ơn chú Hoài Linh. Và xin mời giám khảo Hồng Vân. Trời, cô Vân thích lúc mà Bảo Ngọc đứng mà hát mà khòm khòm á, nhìn nghiêng nó mắc cười mà nó giống cô Siêu dễ sợ luôn. Chẳng ai nghĩ được cô bé 7 tuổi như con á mà có thể làm được nhiều cái điều mà làm cho người lớn bất ngờ như vậy luôn á bé Ngọc. Qua cái chương trình mà Gương Mặt Thân Quen này thì khán giả sẽ thấy rất nhiều những cái tài năng của các bạn. Mỗi một đêm các bạn có một cái thế mạnh khác nhau, cho nên rằng á bạn nào cũng giỏi hết. Chính vì vậy mà cô Vân phải cảm ơn tất cả các huấn luyện viên, các anh chị đã đồng hành cùng các bé, cũng như chương trình đã đem lại những cái tiết mục quá là xuất sắc như thế này. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn giám khảo Hồng Vân. Và hãy bình chọn cho cặp đôi dễ thương này với mã số của con là... Khán giả hãy bình chọn cho mã số của con là 04. Soạn tin nhắn GM khoảng cách 04 gửi về tổng đài 6370. Chúc mừng chị Siêu. Chị cảm ơn em. Dạ không có chi thì chị. Để mời chị về chỗ ngồi. Bye bye, chị về chỗ nha bé cưng. Trời đất ơi.